Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Minh Phụng Music. Ở clip trước mình đã tập hợp cây đàn Cusman K160, một cây organ chuyên nghiệp dành cho người mới bắt đầu. Vậy thì hôm nay cùng tìm hiểu sâu về các chức năng mà cây đàn này sở hữu nhé. Cusman K160 với thiết kế nhỏ gọn, có khối lượng chỉ 3,8 kg, phù hợp với những không gian nhỏ, có thể sử dụng pin mà không cần kết nối nguồn điện, tiện lợi mang đi khắp nơi. Bản nâng cấp của Cusman K150 này trang bị 61 phím LED đầy ấn tượng, bắt mắt, đem lại sự mới mẻ và ấn thú khi từng ngón tay chạm vào phím đàn. Tích hợp bên trong là cảm ứng lực nhấn. Chiếc đàn này còn có những chức năng phục vụ cho việc luyện tập như metronome đếm nhịp, double voice trộn tiếng, transpose tăng giảm tông, hệt như sản phẩm tiềm nhiệm của nó vậy. Và đặc biệt hơn là tính năng Bluetooth audio và MIDI chỉ có trên ở những sản phẩm cao cấp, giúp kết nối không dây với các thiết bị thông minh để học nhạc và cũng có thể biến cây đàn của bạn thành một chiếc loa di động. Bên cạnh đó, đàn organ Cusman K160 còn có 80 bài hát demo, 300 tiếng nhạc cụ và 300 điệu đa dạng phong phú, giúp cho các tác phẩm của bạn trở nên sinh động và thú vị. Mặt sau của đàn sẽ bao gồm cổng nguồn USB Type-C, cổng Sustain và cổng Phones. Và khi mua siêu phẩm organ này, các bạn sẽ được bảo hành lên đến 12 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Cảm ơn mọi người đã xem hết video lần này. Hãy nhớ like, share và subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé các hệ thống showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919 768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại.